Hội trường này mình có tầm khoảng 150 người thôi, là 150 mắt xem đấy. Nhưng mà trong khi 2016 thì nhiều người đã nhận định rằng là video sẽ trở thành một cái loại content mà nó hiệu quả hơn photo, album photo và caption rất là nhiều. Tức là cái nội dung mà chúng ta kể á, quan trọng nhất là cái đó. Thì cái phần mà chị Phương giúp cho các bạn tối ưu được cái câu chuyện, cái nội dung của mình á. Là quá trình của mình, là quá trình mình làm ra và quá trình đó mình làm là duy nhất, không thể giống được. Gửi một lời cảm ơn tới sếp đã kết nối anh chị Lan Phương trong một buổi sáng cuối tuần với rất nhiều bài học cho một ngày có tuần ý nghĩa ngày hôm nay.